Xin chào tất cả mọi người, mình là Hạnh Hạnh Hali, chuyên cung cấp các giải pháp về sức khỏe và dinh dưỡng. Trong suốt 3 năm qua, mình đã cùng đồng đội của mình đã giúp được hơn 3.000 khách hàng có được sức khỏe và dinh dưỡng tốt hơn từ hạt tự nhiên và thực phẩm từ thiên nhiên. Và năm nay với sứ mệnh giúp cho những người bị xương khớp có thể phục hồi và khỏe mạnh hơn, mình cùng đồng đội của mình đang cung cấp các giải pháp thảo mộc tự nhiên đặc trị xương khớp, thảo mộc gia truyền đặc trị xương khớp vô cùng an toàn và hiệu quả. Nếu mọi người có người thân, anh chị em, bạn bè đang gặp vấn đề về xương khớp thì hãy giới thiệu giúp mình để mình có thể đưa giải pháp của mình giúp mọi người khỏe mạnh hơn. Hoặc nếu mọi người có bạn bè, người thân đang chuẩn bị thai, trong quá trình mang thai hoặc sau sinh, các bà bầu, trẻ em, người già thì hãy giới thiệu giúp mình để mình có thể mang những giải pháp về hạt tự nhiên giúp mọi người khỏe mạnh và đầy đủ dinh dưỡng hơn. Và hôm nay là thứ bảy rồi, chúc mọi người có thứ bảy chủ nhật có những ngày cuối tuần thật vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình và có một kỳ nghỉ ngắn thư giãn thoải mái trước khi bắt đầu một tuần mới. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Chúc mọi người một ngày tràn đầy niềm vui, tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Mình là Hạnh Hạnh Hali, chuyên cung cấp các giải pháp về sức khỏe và dinh dưỡng. Xin chào mọi người.